Kính thưa quý vị, cuộc triển lãm những tác phẩm của danh họa Tây Ban Nha tin từ Madrid, Bảo tàng viện Reina Sofia đã cho khai trường một trong những cuộc triển lãm rộng lớn nhất chưa từng có của danh họa Tây Ban Nha Salvador Dali, kiến trúc chủ nghĩa siêu thực. Cuộc triển lãm trình bày khoảng 200 công việc bởi bậc thầy Tây Ban Nha, bao gồm bức tranh nổi tiếng The Persistence of Memory, cũng được trưng bày là một số công việc trên giấy, dự án cho sân khấu và màn bạc, hình ảnh và các bộ phim như phim Ancien Adalou viết với đạo diễn Tây Ban Nha Luis Buñuel. Cuộc triển lãm được kéo dài từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 2 tháng 9, được thực hiện phản ảnh bởi thành công từ cuộc trưng bày tại Pompidou Centre của Paris, vốn đã thu hút hơn 790.000 du khách, được sinh ra với cái tên là Salvador Domingo Philip Jacinton Dali vào năm 1904 tại thành phố Figueres, Tây Ban Nha. Dali vẫn là một họa sĩ đầy tranh luận, yêu chuộng cho thiên tài sáng tạo nhưng bị bác bỏ bởi một số người là một người đàn ông điên cuồng cho tầm nhìn nghệ thuật kỳ quái. Dali qua đời bởi bệnh tim tại Figueres vào năm 1989, 7 năm sau cái chết của người vợ, là nguồn thơ cảm hứng của ông, đó là bà Gala.